Đây là một cây cốc có rất là nhiều trái trong vườn nguyệt quế của công ty Thế Giới Cây Giống. Cây cốc này không biết là nó thuộc một cái giống đặc biệt hay là do đất của sông Tiền quá tốt mà trái nó cực kỳ nhiều. Đây là sông Tiền, đây là một nhánh của sông Tiền. Và cái cốc này nằm gần bờ sông.